Các chỉ dấu gần đây cho thấy sức ép lạm phát và tăng trưởng của nền kinh tế đầu tàu thế giới chậm lại, có thể cho phép cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed hạ thấp đà tăng lãi suất. Trong năm nay, Fed đã triển khai một chiến dịch mạnh tay nhằm hạ nhiệt giá cả leo thang, theo đó đã nâng lãi suất tiêu chuẩn tới 6 lần trong đó có bốn lần liên tiếp tăng 0,75 điểm phần trăm. Ông Christopher Waller, thành viên hội đồng thống đốc của Fed khẳng định vẫn cần tiếp tục tăng lãi suất để ghim cương lạm phát, song các chỉ dấu tích cực trong các số liệu thống kê mới khiến ông yên tâm hơn để cân nhắc hạ mức tăng lãi suất xuống còn 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12 tới. Phát biểu được ông Waller đưa ra sau khi các báo cáo cho thấy lạm phát trong tháng 10 ở Mỹ đã hạ nhiệt, với chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức thấp nhất kể từ tháng 1, làm dấy lên hy vọng đà tăng giá bắt đầu bị đẩy lùi chính phủ anh đã cấp giấy phép cho sân bay vũ trụ đầu tiên mở đường cho vụ phóng vệ tinh đầu tiên của nước này trong năm nay đây là nỗ lực của anh trong việc trở thành quốc gia đi đầu tại châu âu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ theo thông báo của cục hàng không dân dụng Anh, giấy phép cho sân bay vũ trụ đầu tiên đã được cấp cho sân bay Cornwall ở thị trấn Newquay, tây nam vùng England. Sân bay này đã đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, an ninh và môi trường để trở thành sân bay vũ trụ. Cục hàng không dân dụng Anh cũng cho biết đang trong quá trình hoàn tất cấp giấy phép cho công ty Virgin Orbit của tỷ phú người Anh Richard Branson thực hiện vụ phóng vệ tinh. Vụ phóng này dự kiến sẽ được tiến hành trước cuối năm nay. Virgin Orbit dự định sử dụng máy bay Boeing 747 cải tiến, gắn tên lửa dưới cánh. Khi đạt độ cao cần thiết, tên lửa sẽ tách ra và bay vào quỹ đạo trái đất, đưa vệ tinh mà nó mang theo vào không gian. Biến đổi khí hậu và tình trạng nước biển dâng đang tạo ra mối đe dọa tới nhiều quốc gia, trong đó có Tuvalu, là đảo quốc nằm trên Thái Bình Dương. Bởi vậy, nước này đang tìm tới một giải pháp độc đáo nhằm ứng phó với vấn đề này. Đó là vũ trụ ảo metaverse. Trong bài phát biểu trực tuyến gửi tới hội nghị COP27, ngoại trưởng Tuvalu cho biết sẽ xây dựng một phiên bản của chính quốc gia này trong vũ trụ ảo Metaverse nhằm bảo tồn lịch sử và văn hóa của đất nước. Trong bối cảnh ngày càng nhiều diện tích của Tuvalu đang bị chìm xuống do nước biển dâng. Nếu dự án này được thực hiện thuận lợi, đây sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới được sâu hóa trên Metaverse. Tuy nhiên đồng thời đây cũng là lời kêu gọi của chính phủ Tuvalu hối thúc cộng đồng quốc tế hành động để bảo vệ quốc gia thật của mình dưới tác động của biến đổi khí hậu.